Xin chào anh em nhé. Hôm nay về cho anh em một con Focus số tự động này. Cái là Focus này đi nó rất là chắc chắn và bền, cách âm rất là tốt. Con này động cơ 1.8 số tự động bản sedan. Đấy, một cái mẫu xe mà giá cửa tiền chưa đến 200 triệu đồng. Về để cho anh em đi test. Cái mẫu xe này nhìn form dáng nó rất là đẹp này. Các bác nhìn nhá, sơn xi rất là sạch sẽ luôn. Xe trang bị 4 bánh phanh đĩa ABS đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đấy, đăng kiểm mới đăng kiểm xong. Con này bản sedan 5 chỗ ngồi, động cơ 1.8 số tự động. Thì cái mẫu xe này thì đang được bên em bán tại cửa hàng với giá 185 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc, nên bác nào quan tâm thì alo cho bên em nhé. Đấy, xe của nó thì 4 quả lốp thì còn khoảng 85%. Đấy, xe trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe anh em ạ. Sơn xi màu đen. Đấy, con này mới đăng kiểm xong, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 anh em nhé. Đến tháng 6 năm 2021. Sơn xi của nó rất là đẹp luôn, không hề có xước xác gì anh em ạ. Rất là bóng. Về chỉ việc sẵn đi thôi. Tên tư nhân biển Quảng Ninh. Đấy. Các bác nhá. Form dáng của nó đây, tôn vỏ của cái dòng này thì nó rất là dày, cực kỳ là dày luôn anh em ạ. Đó. Đây, nội thất của nó đây, nội thất ghế da mới này. Đấy, số tự động này, đầu CD nguyên bản theo xe. Đó, xe trang bị 2 túi khí an toàn. Đó. Sơn xi rất là đẹp luôn. Sản xuất năm 2005 nhé. Đấy, đóng cửa rất là chắc chắn luôn anh em ạ. Đây các bác nhìn này, nội thất của nó đằng sau cũng rất là rộng rãi luôn. Nội thất của nó là màu kem. Giá chỉ có 185 triệu đồng thôi. Về sẵn đi, xe thì không có tai nạn đâm vai, ngập nước gì cả. Máy số cực kỳ là chất luôn. Đấy. 2005 thì với cái mức tiền 185 triệu đồng thì các bác về để đi lại gia đình, đi hàng ngày, đi chơi, đi làm xa, cái dòng Focus này cũng rất là ok. Đấy, cửa tiền của nó chỉ hơn cái chiếc xe máy một chút thôi. Hơn chiếc SH một chút thôi anh em ạ. Mà được số tự động, chở 5 người ngồi. Đấy, điều hòa đầy đủ hết anh em nhé. Và cái dòng Ford này thì nó là cái dòng của Mỹ. Tôn vỏ nó, độ cách âm của nó cũng rất là tốt. Xe trang bị ABS rất là an toàn luôn. Phanh ABS anh em ạ. Phanh ABS an toàn, 2 túi khí an toàn. Đó. Đầy đủ hết anh em ạ. Có nghĩa là một cái mẫu xe về để cho anh em sẵn đi lại thôi. Cửa tiền thì chỉ cao hơn cái mẫu xe Daewoo Gentra một chút. Nhưng mà đi cái dòng Ford này thì nó là gọi là rất là ổn định. Đấy, chắc chắn, cách âm tốt, đầm và chắc. Và cái phụ tùng của cái dòng Focus này thì nó cũng không thiếu gì trên thị trường đâu anh em nhé. Không thiếu gì cả. Đấy, xe thì bên em bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Nếu bác nào ở những tỉnh khác ấy, muốn ví dụ như là muốn rút hồ sơ về để sang tên thì bên em sẽ hỗ trợ phần rút hồ sơ về để cho anh em sang tên. Anh em nhé. Gầm bệ của nó thì đây. Đấy, cốp mở điện anh em nhé. Đấy, cốp có cái nút bấm mở điện ở đây. Đấy, ti chống cốp này, đầy đủ hết này. Đấy, xe về chỉ sẵn đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Đây anh em nhé, lốp dự phòng này. Đấy, kích lốp này, đồ nghề đầy đủ hết luôn. Đấy, gầm bệ của em nó đây. Đấy, khô doang luôn anh em nhé. Đó. Bản sedan. Bản sedan 5 chỗ ngồi. Đây, 4 kính của nó là 4 kính chỉnh điện auto luôn. Đấy, xe không có gì gọi là tai nạn hay là dừng đâm vai gì cả, không có dịch vụ taxi gì đâu anh em nhé. Còn này bản số tự động thì cũng không ai chạy taxi cả. Đó, chìa khóa vẫn là nguyên bản theo xe này. Êm ái. Đăng kiểm còn dài, mới đăng kiểm xong đến tháng 6 năm 2021 cơ. Đấy, 4 kính chỉnh điện auto, 2 túi khí an toàn đây, ABS đây anh em nhé. Hai bên. Đấy. Xe thì cũng không hề báo một lỗi nhỏ nào cả. À. Lổ máy rất là êm ái luôn. Đấy, mới lổ máy là vòng tua nó hơi cao một chút, xong tí này nó sẽ xuống cái phần là 800. Đấy, dòng xe nào nó cũng thế. Số tự động đây. Đấy. Đấy. Và có báo động khi chúng ta mà không thắt dây an toàn thì nó sẽ báo động, nó kêu lên anh em nhé. Nội thất của nó là tablo, tabli rất là sạch này. Đấy, giá chỉ có 185 triệu đồng thôi. Và anh em chỉ sẵn đi thôi. Nhưng mà rồi rét bút như này và sử dụng cái mẫu xe Focus này cũng rất là hay. Đó. Dòng Focus này thì chúng ta mở lắp cái bô ở trên này nhé. Dùng chìa khóa. Dùng chìa khóa mở lắp cái bô ở đây. Xong rồi em vào giờ vào để cho anh em xem. Đây, điều hòa đây, AC lấy do trong này, AC bên này lấy do trong bên này. Đấy.
đầy đủ hết. Điều hòa rất là mát luôn. Đấy, cực kỳ là mát. Nội thất của nó thì mọi thứ còn rất là đẹp. Đây các bạn, còn rất là đẹp luôn. Táp lô, táp ly đây, mọi thứ này các bạn nhìn nhé. Đấy. Không hề là xước xác gì cả, với cái tầm tiền 185 triệu đồng thì em nghĩ rất là hợp lý và cho anh em đi lại hàng ngày. Đi xa hoặc là những bác đứng tuổi đi chơi, đi ngoại giao, đưa đón cháu đi học, đưa đón con đi học, đấy, rời rét mướt như này. Cái cửa tiền nó rất là ok. Và nó hết cái giá mà để xuống rồi. Cái thực tế là nó hết cái giá để xuống rồi. Nó không còn gì là gọi là khấu hao nhiều nữa. Khi chúng ta đi một vài năm thì bán rồi, lỗ thì cũng không đáng bao nhiêu cả. Nói thẳng thế, mà gặp khách bán thì vẫn ok. Nó không còn cái giá để mà xuống nữa cho một cái con xe Focus sản xuất năm 2005 số tự động này. Đấy, không còn cái gì để gọi là để xuống giá nhiều nữa. À, các bạn nhìn này. Đấy. Rất là đẹp. Không có tai nạn đâm vai gì cả. Máy lổ cực êm anh em nhé. Này. Máy lổ rất là êm luôn. Đó. Cực kỳ là êm luôn anh em ạ. Máy móc của nó khô doang luôn anh em ạ. Không có tai nạn đâm vai gặp nước gì cả. Đó. Rất là êm ái. Đấy, cửa tiền 185 triệu đồng anh em nhé. Đây, anh em nào quan tâm đến mẫu xe Focus này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhá. Đấy, xe đang có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương nhá.